Mày dẫn tao đi gì mà xa quá vậy mày? Trời, bớt nóng. Nóng không? Nóng không? Anh hai nóng không? Mày thấy bồ hôi tao về mày nó không nóng mày? Dạ biết rồi. Cho em chụp cho mạng nha. Trời ơi. Trời ơi tội nghiệp anh hai quá trời ơi. Cái gia quân sư gì mà xa dữ vậy? Anh hai đừng có nóng. Một chút xíu nữa là tới rồi. Tới chưa? Tao gần tới rồi. Mày mốt em kêu trả đổi mặt tiền cho anh hai. Tới rồi phải không? Dạ, con khúc nè, đó đó chỗ đó đó. Tiếp tục đi. Đi đây. Nóng dữ vậy trời, nóng quá luôn á. Bớt nóng nè, bớt nóng đi anh hai. Cao nhân, cao nhân. Tao đạp mày xuống sông bây giờ, trời nắng gì mà không cho tao nóng mày. Biết rồi trời, đây đây đây, chậm phụ chưa. Mệt quá. Vua gà mà, đúng không, đúng không, đúng không? Đó, bắt chờ đợi gì, bực mình chứ. Kìa, anh hai, ổng về kìa. Nó cao nhân nữa hả? Dạ. Sao thấy lùng thịt vậy? Mày đầu cao. Cái đầu cao hả? Dạ. Cũng ráng chờ đợi chút xíu đi ha. Cao nhân đây hả? Trời ơi, làm gì cả nhà trong cái đống đây nè. Dám để anh hai tôi chờ đợi hả? Sao vậy? Xin lỗi, đây là cao nhân đây hả? Nhà này nhà của ông? Đúng rồi, nhà của tôi. Mà à, mấy anh tìm ai? Tìm ông đó. Nghe nói là cao nhân biết coi gà phải không? Trời, dịch tôi cũng coi được, hướng chi là gà. Hay quá trời, dịch mà còn coi được. Hồi đó giờ chưa có ai nghe nói là coi dịch hết trơn cái đội á. Mời anh cộng tác với chúng tôi được không? Trời trời trời, mấy ông ăn cướp mèo hả? Ê, ê, mày biết ai không? Vua gà. Trời ơi, nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp được anh. Được bắt tay với cao nhân là hân hạnh lắm rồi. Cao nhân có thể giúp chúng tôi coi gà được không? Về cộng tác với chúng tôi nha. Mà có tiền không? Trời ơi, tiền thì bảo đảm bao nhiêu cũng có. Có ứng chứ không? Trời ơi, cao nhân muốn ứng bao nhiêu cũng được. Bây giờ chúng ta đi liền nha. Trời ơi, gì được quý quá rồi. Ừ, dạ mời cao nhân. Được rồi, mấy anh đi trước đi. Tôi chết bước theo sau. Dạ. Ừ, đi 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 đi. Đi vô. Đi đi đi. Theo nha. Ok. Hôm nay hên quá, coi gà đỡ hơn coi vịt. Nhìn cha này ăn cũng muốn ổi luôn vậy. Cao nhân người ta ăn vậy không á, không phải người thường. Em giới thiệu cho anh hai là không bao giờ lầm. Anh hai là vua gà rồi. Ăn uống không được như tụi em đâu. Ăn uống anh hai á là phải có người trung thành thử trước. Trời ơi, chỉ có thằng em này nè mới trung thành với anh hai thôi. Từ trước đến giờ, kể từ đây, mọi sự ăn uống của anh hai hãy để em thử trước. Thà em chết vì anh hai chứ không để cho anh hai chết. Không có độc. Hai người ơi, người ơi, người ba tử em nè, không có đá hay sao? Ăn nhiều không no nổi. Tôi nữa đi. Anh hai, cái ngày mà lễ trao giải vua gà cho anh đó, em bận công chuyện xa không đi dự được. Em cảm thấy có lỗi với anh hai quá. Hôm nay em mời ly rượu để kính anh hai, mong anh hai đừng có giận em nghe anh hai. Tôi cố chấp vậy sao? Dạ, em biết mà, anh hai lúc nào cũng thương em út hết mà. Anh hai, để em thử trước. Cái này tao mời anh hai chứ phải mời mày. Nhưng mà bây giờ anh hai là vua gà rồi. Mọi sự ăn uống của anh hai do tôi thử trước. Không lẽ mày nói như vậy là tao thử, tao thuốc anh hai sao? Đời mà, không có biết trước chuyện gì sẽ xảy ra hết á. Không gì đâu. Không có. Không có. Đó, có gì đâu. Mày ê hai gà, đứng lại. Tao cho mày biết nha, quân của tao nè trung trung đếp đếp. Tao sợ quá. Cho mày hay nha, quân của tao đếp đếp trung trung. Vô quân ra nào. Ah!
Thằng Hạnh đừng mời em. Dạ, em mời anh ạ. À, anh hai! Gì vậy mày? Để xuống. Mà anh hay uống có độc không? Chắc là không có độc. Nếu có độc mà chết da mày rồi. Uống cho nó cố sát vô à. Xin lỗi em nha. Dạ. Mời em. Dạ em mời anh ạ. Thôi mình uống gì cho nó tình đi nha. Dạ. Đa, đa. À sắp cái tay xuống nè. Thôi thôi. Để em. Lại dạ. Mày làm cái gì vậy? Thử rồi có độc. Chắc mà không có độc. Lão đại, ông kêu tôi qua đây, sao ông chịu nói mà ngọn quậy quậy vậy? Uống nước đi, tao đang tính. Tao hỏi thiệt mày, mày muốn thắng thằng Hai Gà không? Còn phải hỏi, tôi nhìn mặt nó là tôi ứa gan. Tao cũng ghét nó nữa, nó mới thắng có mấy trận mà nó quên quên. Tao có cách cho mày thắng nó. Có cách, nhưng mà gà nó hay quá làm sao mà thắng nó nổi. Tao có đồ chơi. Đồ chơi? Đúng. Nói thiệt hả lão đại? Tao nói thiệt. Ê, nhưng mắc tiền lắm nha. Lão đại yên chí. Nếu lão đại cần bao nhiêu tôi cũng chi. Tao phái mày đó. Tao phái cái tánh thầm phẳng của mày đó. Đời có qua có lại. Giờ lão đại muốn cần cái gì? Tao cần một con chip và một cái demo. Là con gà nó sẽ chạy con gà mày. Hay quá lão đại. Bạn nè, bên xám, bên vàng, hai bên tôi đã giữ tiền hết rồi. Tôi là lão đại ở đây, mà tôi là trọng tài ở đây. Theo lực lệ trọng tài của trường già này chơi. Bây giờ tôi vẽ mất. Giữ ba cái, đếm 1, 2, 3 buông đuôi là ăn thua. Sao bữa nay chỗ này ngứa dữ quá vậy ta? Hả? Cảnh sát! Hoài! Giận quá vậy? Thôi! Nóng không? Nóng! Nóng không? Dạ nóng. Nóng sao không cởi ra? Dạ anh cho phép em mới dám cởi. Nóng không? Hỏi em à. Nóng. Nóng sao không cởi ra luôn? Quên. Khỏe quá. Nóng không? Nóng. Sao không cởi ra đi? Đúng rồi. Mấy anh giỡn mặt với tôi à? Lên.
Giờ tôi hỏi mấy anh một lần cuối cùng, con dao này là của ai? Nó bạn á, bên kia kìa. Không phải của đây đâu. Bên kia. Thôi, chơi bóng chuyền. Không có, để ngay trên giữa lại. Bây giờ tôi hỏi một lần cuối cùng, con dao này là của ai? Của tôi. Đúng rồi, nó nhận rồi. Thấy chưa, tàn trữ vũ khí trong người đúng là tội lớn lắm. Lớn nhiều. Vũ khí gì đâu. Con dao. Trời ơi, đồ chơi mà. Đồ chơi hả? Này bằng mũ. Dạ. Bằng mũ cũng có tội nữa. Cũng có tội nữa. Giả danh lường gạt người ta. Ờ, hiểu không? Đồ chơi mà. Đồ chơi cũng có tội. Anh biết anh tội gì không? Anh. Em biết tội của em. Tội gì? Dạ, mũi cắn. Mũi quá. Nói đây là nó làm việc. Mũi đâu mà mũi? Mũi cắn ông đó. Rồi tôi đề nghị gì nha. Ông mình làm việc tối quá, bây giờ mình mở đèn lên đi chứ đừng có mũi. Đúng rồi. Mũi quá. Làm như vậy cho giống phim Hồng Kông. Nhưng mà Hồng Kông gì mà một mũi cắn quá, đề nghị mở đèn sáng chút nữa đi. Thôi, yeah. Hôm nay điều tra tới đây thôi. Dạ. Yeah. Hẹn hôm khác. Ôi gì kỳ vậy? Gì? Hôm nay mũi cắn quá. Ngồi đi. Tối quá. Đang làm việc. Trong quá trình điều tra thì chúng tôi chưa đủ bằng chứng để kết tội anh. Thì hôm nay anh đã được tha bổng. Yeah. Về đoàn tụ gia đình. Yeah. Anh vào trong thay đồ đi. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Phan. Dạ. Yeah. Chúng tôi báo cho anh biết là mấy con gà của anh á, chúng tôi đã thiêu hủy rồi. Hả? Tại sao thiêu hủy gà của tôi? Biết con gà, gà đổ của tôi mà. Tại vì bên kiểm dịch báo cho tôi biết á, là gà của anh á bị H5N1. Còn anh về anh phải đi khám bệnh, coi chừng anh bị cúm gà. Ông là ai nắm tay thân quê nè? Thần chết. Thấy mặt quen quá. Nghĩ nhớ mặt này gặp ở đâu nè. Mi bị gì mà chết? Bình thường thôi. Cúm gà. Hả? Cúm gà. Giang ra. Trời ơi. Đừng lên, sợ lấy lắm. Bay đi. Đừng xuống dưới âm phủ. Sao vậy? Chẳng cái bệnh này lây dữ lắm, không ai dám nhận mày đâu. Đi. Sao tôi xuống dưới giờ tôi bay đi đâu? Trời ơi, tôi bay về đâu đây? Mày đừng hại tao. Tôi hại gì anh? Mày là tôi Mỹ nè. Mày ở tù mới ra phải không? Trời, nói chuyện gì xui xẻo không nội? Ở tù gì? Tao thấy ở tù. Tù gì? Anh á, anh coi chừng đó. Chuyện gì? Ở trên phường á, nó nói là xuống đây là kiểm dịch nè, gà của anh là bị cúm gà đó. Kẹp ba cái gì gà của anh đi nha. Ba đây tôi báo cho anh hay đó. Tự nhiên qua gặp
mặt ta hỏi rồi ở tù mới ra hả? Nói chuyện xui xẻo mà. Cúm gà, tôi không có chơi gà nữa. Từ nay tới tôi không chơi gà nữa. Tôi sợ gà lắm rồi, tôi không có đá gà nữa đâu. Gà, tôi sợ cúm gà, cúm gà, cúm gà.